Rồi ok. Đây bếp màu xanh này anh em, chờ em một xíu nhá, bếp màu xanh đã. Rồi, ok. Ok, xin chào tất cả anh chị em đang xem livestream nhá. Chào anh em bên bếp màu xanh. Xin lỗi anh em bếp màu xanh vừa xong là nó có lỗi một chút kỹ thuật ở bên bếp màu xanh nên anh em là vâng. Đấy, anh em màu đỏ vẫn phải chờ. Vâng, tiếp theo nhá, những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà Hoàng Kiên. Hiện tại là những chiếc xe SH, là những chiếc xe Way, Dream, những chiếc xe ga kiểu Vision, SH, những chiếc LX, những chiếc xe số nó là Way nhá anh em nhá. Anh chị em nào đang mới vào cho em xin một lúc chia sẻ được không ạ? Dạ vâng, ở dưới này có những em Way RSX cho các bác đi ăn đi làm này. Nhưng em click, nhà em shop này, xa nhà cháu cũng có. Lanos cho các bạn, các mẹ chị sinh viên ok nhá. Giá rất hợp tình hợp lý thôi. Rồi em ơi, lên con này đi. Em cho chị con đấy ra đi. Anh em làm con Dream Thái đi. Dạ một vâng. Chiếc Dream Thái anh em nhá. Đấy, giá thì rất là tình yêu thương thôi. Anh em thì xe được đầu máy 81 rồi. Đỏ xanh đều đã ok. Cảm ơn anh Tuấn Tú rất là nhiều. Hiện tại là cái bếp màu xanh vừa xong nó có lỗi kỹ thuật bên cái máy. Và sorry anh em nhá. Đấy, một chiếc đầu máy 81 anh em nhá. Xe đã dọn sạch sẽ, ngon lành cành đào hết rồi anh em rồi. Cái xe này hôm vừa rồi em cũng có like rồi đấy ạ. Đấy, cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Anh quay cho em cái chậm chậm cho chi tiết và chậm cho anh em để anh em ngắm nhìn cho nó đã con mắt đấy. Ừ, đúng rồi, cho anh em nhìn cho nó dễ. Một em quay thái cho nó bô nha anh em nhá, bô mờ. Đấy, ra máy cũng được bắn tỉa. Quay cho em cái đầu bò. Cái dòng Dream Thái đầu máy 81 này xác định luôn là máy đã chạm anh em nhá. Nhưng mà xe đã được dọn tỉa qua. Đấy, những cái này thì vẫn còn zin này. Sơn nó vẫn còn zin này. À, anh quay thụt thóng một phim. Đôi ra máy bắn tỉa anh em nhé, đầu máy 81 ạ. Đấy, xe được xem thái này. Đây, càng thì anh em cũng có được bắn càng rồi. Hộp xích thì vẫn còn zin, tăm nang cũng vẫn còn zin theo xe. Biển số nha anh em nhé. Vâng ạ, biển số em nó là 29Z4 ạ, 3771 cho bác nha. Vâng, đây 1998, 997, 1998 đầu máy 81 anh em nhé. Con này em đang bán ra, thấy anh em đang báo giá bán ra là 21 triệu đồng. 21 triệu một chiếc Dream Thái đầu đời 1997, 1998. Anh em quan tâm những cái dòng xe Dream mà giá vừa vừa tiền. Anh à, giá vừa vừa tiền thì anh em quan tâm cho em con này. Giá cũng gọi là, thôi nó gọi không máy gì anh em nhé, máy chạm. Nhưng đồ đạc vẫn còn nhiều cái còn zin. Đôi ra máy thì bận được bắn tỉa thôi, đồ đạc còn zin. Đấy, 21 triệu đồng anh em nhé. Mặt trên cũng được bắn tỉa rồi. Đấy, mặt trên thì được bắn tỉa và qua rồi anh em nhé. Những cái này tay thay vẫn còn cho các bác nha. Tay chụp thì anh em thay mới, cái này là thay mới cho nó sạch sẽ thôi. Đấy, yên áo cũng được. Tóm lại là một chiếc Dream vuông vắn cứng cáp đẹp đẽ. Cứng cáp. 21 triệu đồng anh em nhé. Anh em nào thích quan tâm cái dòng Dream thì là quan tâm cho em con này. Mới về đấy ạ. Đó, 21 triệu cho anh em báo mới về. Em ơi cho đi cho chị con này. Vâng, một chiếc SH tiếp theo anh em nhé, một chiếc SH tiếp theo, giá thì cực kỳ là yêu thương thôi, màu lông chuột, xe mới về tại cửa hàng. Đấy, anh em nào quan tâm, và nó là CVS anh em nhé, giá thì em yêu thương thôi. Con này mới về nhà cháu thôi ạ, đây, một em, cháu giới thiệu cho các bác, một em SH 125 đời 2020, màu đen đá, cũng có thể gọi là màu lông chuột cho các bác. Màu lông chuột đấy ạ, vâng, CVS anh em nhé, 125 CVS. Đấy, anh quay gần cho em xe, những cái dòng này là hàng này là hàng mới nhập tại cửa hàng luôn, còn chưa sửa chữa anh em nhé. Đấy, anh em nhìn phím công tắc này. Đấy, hiện tại là công tơ chạy hơn 9.700 cây. Đây bên này bà lông chuột anh đây, ơi. Đây là trip đây cô ạ. Ừ. Nên order chưa? Đi cũng nhiều rồi. Ừ, rồi ok. Đây bên này. Năm sản xuất 2020 anh em nhé, 125 CVS. Hiện tại xe đang dán ni lông cả xe, em chưa dọn đâu nha anh em nhé. Đây. Ni lông này, ni lông vẫn còn đang dán. Bây giờ về bên em ấy, tân trang mới tẩy rửa. Đấy. Em này là chưa lên spa gì nhá các bác nha, tay xách vẫn còn chắc là phải tỉa tay xách lại. Còn zin theo xe luôn. Vâng ạ. Em quay cho biển em nó đến từ Hoàn Kiếm Cầu Giấy. À nhầm, Hoàn Kiếm Hà Nội cho các bác nhá. 29C1 ạ, 86732 cho các bác đây ạ. Cô xem còn lốp còn zin, lốp còn theo xe. Xe mới về nhà cháu ni lông chưa bóc này. Còn lốp theo xe anh em nhá. Đấy, tuần thứ 27. Tuần thứ 27 năm 2020. Một chiếc xe vẫn lốp còn zin theo xe. Đấy, anh em quan tâm những cái dòng SH giá dao động tầm khoảng dưới 70. Anh em quan tâm cho em con này, xe hiện tại là xe vẫn còn ni lông.
Đấy, về nhà em bây giờ anh em mới băng bóc bóc này. Đây. Đấy, anh em nhìn. Bóc ni lông ra là sẽ ok nhá anh em nhá. Đây anh em nhìn này. Đấy, mặt mũi là hiện tại là bóc đang anh em đang vào trong cái thời gian bóc ni lông, lốp vẫn còn zin theo xe. Quay nốt cho em cái mặt trên dưới này, anh em tả nốt cái mặt dưới này. Đây. Đây. Cái này rất là khít đúng không? Rất là khít. Cái này hơi bị nứt nứt một tí này. Cái này là do nứt nứt cái gì này? Anh em nhìn, rất khả năng là do chọc vào đâu bị nứt nứt một tí. Anh em có thể về sơn hoặc bên em có thể hỗ trợ cái sơn này cho anh em luôn. Đấy, da máy vẫn còn zin theo xe. Đây, ống muống vẫn còn đẹp, không bị vàng úa, không bị ấy nhá. Biển T, biển 29C186732 cho các bác đây ạ. Lốp còn vẫn rất là đẹp cho các bác nha. Rồi. Con này bên em đang bán ra với giá là 68 triệu đồng nha anh em nhá. 68 triệu đồng một chiếc SH2020. Đấy. Chìa khóa để rộng chính chủ một chủ từ đầu nha anh em nhá. Chính chủ một chủ từ đầu luôn. Đấy. Bên này những cái này là xe này là anh em nếu mà anh em mà cọc luôn thì anh em bên em sẽ hỗ trợ, anh em gọi điện sẽ hỗ trợ dọn cho anh em. Còn nếu mà anh em mà không cọc thì từ giờ đến chiều bên em vẫn dọn xe, vẫn bóc ni lông, vẫn đi bắn tỉa cái tay sách bình thường anh em nhé. Đấy, con này bán ra với giá là 68 triệu đồng. Anh em nào quan tâm những chiếc SH2020 125 thì quan tâm cho em con này nhé, màu lông chuột. Thực ra cái màu lông chuột này thì không có nhiều, nhà em cũng ít lắm, màu đen, màu đỏ, màu trắng thì nhiều. Nhưng những cái dòng màu lông chuột này thì thi thoảng mới về một con thôi. Đấy, nó 68 triệu đồng. 68 triệu đồng nha anh em nhé. Nó không đen hẳn mà nó cũng không xám hẳn. Xe Dream biển số thế nào? Ai rồi. Không nguyên anh ơi, con đấy không nguyên anh ơi, anh Lê Thắng ơi, con đấy là con máy chạm Dream Thái đầu máy 81 anh nhá, không nguyên. Có xếp xe biển số 93 nào không anh Hữu Phước, em không có anh ơi. Vâng, em gửi lời chào tất cả anh chị em đang xem livestream nhá. Con này luôn. Dạ vâng ạ, cháu chào tất cả các bác đang xem livestream. Tiếp tục cháu lên chứ bác một em. Đây là một em quay đi ăn đi làm nhá, sao diện. GSX. Vâng ạ, GSX đi ăn đi làm anh em nhá. Đấy, anh em mới vào thì quan tâm cho em những cái dòng xe nó vừa vừa tiền. Vâng ạ, màu đấy. Bạc cho các bác đây. Đời 2012. Biển số em nó là 29M1 ạ. 08991 cho các bác nha. Ồ, thôi nó cũng là vừa vừa đấy anh em nhá, nó cũng là xe đi ăn đi làm. Đấy, nó cũng không phải là thuộc hệ xe xuất sắc, được cái là vành đúc đúc phanh điếc. Nó cũng vừa, có nghĩa là nó cũng tối theo thời gian kiểu anh em rửa. Cái này là rửa nước giếng khoan. Đúng không? Giếng khoan trong mặt trên. Nhưng mà được cái máy ngon anh em nhá. Hình hài thì thế thôi, đây anh em nghe tiếng máy này. Đấy. Hình hài thế thôi, nhưng máy là máy móc ngon lành gành đào anh em nhá, máy ngon, máy zin luôn đấy. Độ sần với cả pha kính nó cũng đã có độ xuống cấp rồi nha các bác nha. Máy chạm. Để em xem kiểm tra giá bao tiền. Bánh đúc phanh đĩa nha anh em nhá. Rồi, một chiếc GSX bản 2012. Em kiểm tra xem anh... giá nó là bao nhiêu tiền một chiếc xe Way 29F108991. Anh Lê Xuân Thắng ơi, anh có thể nhắn tin với các bạn online gửi hình ảnh trực tiếp. Gửi hình ảnh chi tiết con xe zin đấy cho anh nha. Vâng. 9 triệu 500 nghìn anh em nhá, đời 2012, em cộng 2 triệu. Đấy, xe này bây giờ là lên bên nhà em đã. Là 11 triệu 500 nghìn. Đấy, em này. 9 triệu rưỡi, dọn rồi đấy. Thực ra là con này, anh quay gần cho em. Thực ra cái con này nếu mà để bắn tỉa, để mà tỉa ấy, để mà tự tẩy rửa ấy, rất là dễ thôi. Thực ra rất là dễ thôi, không khó anh cái này đâu anh em nhá. Nhưng mà bên em thì nói thật là từ trước đến giờ vẫn cam kết là không theo kiểu không làm chất tẩy rửa. Nhưng mà chất tẩy rửa những cái loại này là làm phát bóng ngay, trắng ngay, không lăn tăn gì. 9 triệu 500 nghìn anh em nhá, một chiếc Way GSX 2012, vành đúc phanh đĩa. Đấy. Rồi em ơi, cho chị đi phát. Đây em này, các bác mua về lai thủ hoặc là đơn giản là các bạn sinh viên mà mua về đi học, đi ăn, đi làm một vài năm đại học. Xong rồi chuyển sang một dòng xe khác mới hơn, cao hơn, các bạn đi xe ga. Vâng, okay, 7 triệu tả vào muộn quá không kịp xem. Anh Lê Thắng vâng ạ. Có con Vua Vision nào 20 triệu không ạ? Anh có anh ạ. Xuân Bang có anh ơi. Có Vision không? Em nhiều Vision lắm. Nhà mình có con 81 đời cổ nào không? Anh Nguyễn Văn Hướng nhiều lắm. Chút nữa cuối live bán cho anh xem nhá. Cổ nhà em đang rất là nhiều. 7 triệu không được anh ơi. 7 triệu em bán ra 9 triệu 500 nghìn. Được cái vành đúc phanh đĩa nha anh nhá. AB Ablet nào tầm 20 triệu. Không chị, anh Tuấn Nguyên, nếu mà anh em muốn lấy Amelie 20 triệu, anh em lấy đời 2013-14, form bản đèn bi. Đấy, nếu mà xe đẹp, anh em dao động tầm khoảng 19-20-21 triệu là xe đẹp rồi. Anh Tuấn Nguyên nhé.
Anh Cường Đình máy còn zin không? Chắc anh hỏi con zin vừa nãy đúng không anh? Zin vừa nãy không zin anh ơi. Là không zin nha anh nha. Anh Nam SH1. Vui nhà em đâu có bảo con nào là kiểu tất cả mọi con là hàng độc đâu anh. Vâng, SH150ABS màu đen chốt 2019. Không có giá tầm bao nhiêu? Để em qua cửa hàng xem khoe bùi. 2018 em còn ABS, 2019 hiện tại là hình như là còn 125 thôi. Chút nữa em báo với các bạn nhân viên lại hộ em phát, em cũng không nhớ lắm đâu. Vision 10 triệu, Vision 10 triệu em không có. Rồi, tiếp theo lên một chiếc Star nha anh em nhá, một chiếc Star của SYM. Một em bản côn tay. Đấy, bản côn tay của Star, đấy một cái dòng xe mà hiện tại là đang tranh giành với lại Exciter và Winner nha anh em nhá. Nhưng mà giá nó lại rất là tình yêu thương thôi anh em ạ. Bản 2021. Đấy, anh em nhìn một chiếc của SYM. Thực ra những cái dòng này của SYM thì cũng không được nhiều anh em ưa chuộng, cũng không là quá là thông dụng cho các bác ạ. Rồi. Biển em nó 29K1 Long Biên cho các bác nha. 95737. Tại vì nó không quá thông dụng thế nên là giá tiền nó rất hợp tình hợp lý cho các bác thôi. Nên là đây, một em Star SYM đời 2021 màu đen sần. Cho các bác nào mệnh thủy mệnh mộc hoặc là 37. Các bạn thanh niên này. 15 triệu đồng anh em ạ, 2021 15 triệu đồng. Đời 2021 để em đây anh ơi, quay cái cho em cái km đấy, em phải nhìn xem nó cái km nó là chỗ nào, nó bấm ở chỗ nào. Nhìn km. Đức BMM ơi. Bấm cho chị km cái xem anh em nó nhảy máy phê lắm anh em ạ. 15 triệu đồng nha anh em nhá. 3.000 cây, 3.500 cây. Một chiếc ta SYM, thực ra những cái con này hôm vừa rồi em cũng có like rồi. Bây giờ like lại thôi, tại vì cứ 5 ngày nếu mà anh em chưa mua thì lại qua một lần nữa, lại tiếp cận với tất cả anh chị em một lần nữa. Đấy, anh em nào quan tâm những cái dòng gọi là côn tay mà giá thì tình yêu thương thì làm đó, cho em con này đây. Con này mở cốp là ở phía mặt trên. Hãng của SYM luôn luôn là những cái dòng cốp nó vẫn là cái này. Đấy, vẫn là bật đằng sau. 15 triệu đồng anh em nhá, một chiếc Star. Dream 31 triệu còn không em? Dream 31 triệu là con Dream Việt Nam đúng không? Anh chắc là không còn cho anh luôn nữa. Là có con nào 7 triệu không ạ? Chắc là có anh ơi. Xe đen đi làm động cho em có chứ vâng. Nha. Lên xe Way 100 cũ đời 2009 trở đi hàng. Anh Nguyễn chắc hết Way 100 rồi. Nếu mà thế còn một con à? Anh đang làm đúng không? Anh Tiến Trần. Ừ. Thế là còn nha anh em nhá, xe vẫn còn, Way 100 vẫn còn nhưng mà hiện tại là chưa xong. Anh em kỹ thuật đang báo là còn nhưng mà vẫn chưa xong đâu ạ. Anh chờ em một chút nha anh nhá. Chiều chắc là chiều em lên được cái dòng xe Way đấy. Có con da nớt nào không chị Bùi Tiến Lâm có nha anh nhá. Chờ có, chị một phút. Giá rất là ok thôi ạ. Vinh Nguyễn, SH nữ có đấy ạ. SH nữ chờ em một xíu em ra SH luôn bây giờ. Ở trong nhà nhà em rất là nhiều cho các bác ạ. Màu xanh, màu đen, màu trắng đều có đủ. Ok, tiếp theo đi anh em ơi, một chiếc xác của SYM. Tiếp theo, con này nó là FI, hàng FI đời 2010-2011 nha anh em nhé. Đấy, con này thì em có lên rồi, có like rồi, nhưng mà vẫn chưa được anh nào yêu thương, chưa được anh nào gọi là quý mến cả. Anh em nào mà đang quý mến em Dung, em quý mến xe máy Hoàng Kiên, hot hậu em có con này cái giá thì cực kỳ là yêu thương luôn. Bản FI anh em nhé, bản này là rất là ít FI, bản này nó là bản thường là chính nha anh em nhé. Vâng. Bản thường thôi ạ, chứ không lên được bản FI đâu. Cho các bác đây. Đặc biệt con này nó lại là FI. Đấy. Một em shop dạo màu đen cho các bác, mệnh thủy, mệnh mộc. Giao diện em nó bình thường thôi, pha kính không chưa được trong lắm này. Đó. Có sẽ có xuất sắc nhẹ cho các bác nha. Nhưng mà vâng. Được cái là xe vẫn tương đối là cứng cáp đẹp đẽ. Mà bản FI và tiết kiệm xăng. Hẳn tháng 11 năm 2013 cơ anh em ạ. Đấy. Hẳn tháng 11 năm 2013 cơ. Hôm nay em giảm giá anh em nhá, 10.800.000. 10.800.000 một chiếc Star của SYM. Đời 2013 anh em nhá, của FI 2013. Đấy, anh em nào quan tâm những cái dòng của SYM, đây FI này. Có 10.800.000 thôi anh em ạ. Đây anh quay mặt đằng sau này nó luôn lên cho em đây, mặt trên. Đấy, FI đây. Đấy, bản FI nhá anh em nhá. Cái mặt trên thì nó cũng hơi bị sức sức một tí, nhưng mà thực ra cái bản sần này anh em đơn giản lắm. Mọi người chỉ cần mua cái hộp hộp xịt đấy về xong phát là anh em về bắn tỉa phát. Dạ đánh vâng. Bản lì đi, đánh bắn tỉa phát là ok ngay mà. Biển số của em nó là 29S6 28510 cho các bác nha.
Vâng, có 10 triệu rộng rãi sạch sẽ này đây. 800.000 anh em nhá, 10 triệu 800.000 một chiếc xe Pháp của RM đời 2013. Em ơi con này cho rửa đi cho chị nhá. Rửa lên nhá, bảo anh em rửa đi. Các bác không có nhu cầu quá nhiều, không muốn đầu tư quá nhiều vào một chiếc xe mà chỉ muốn một chiếc xe động cơ hai bánh quay đều, xe chạy đi ăn đi làm giá rất là vừa tiền thôi ạ. Đó. Tôi vừa tiền có 10 triệu 800 nghìn thôi anh em ạ. 10 triệu 800 nghìn anh em mà đang cân đối những dòng tầm trên dưới chục triệu ấy. Thì anh em có thể giao lưu với em con này, vì bản thân nó là FI. FI thì là nó ít xăng. Còn thường thường là những cái dòng khác của SYM đời này ấy, thì hầu như là bản chế cơ là chính. Còn FI rất là ít nha anh em nhá. Rồi em ơi, 10 triệu 800 nghìn. Dạ vâng, các bác mua kể cả cho các mẹ, các chị đi ăn đi làm đều được cho các bác nha. Rồi anh em đây, một chiếc Ranos cho các bác đây ạ, của Yamaha. Đây một dáng rất sang chảnh đẹp. Lên Dream đi. Rồi ok, Dream có Dream luôn. Anh em có một con Dream hơn 30 nha anh em, chờ đéo này một phút. Em giới thiệu vài con ở loanh quanh ở ngoài đã. Có anh cái gì đây? Có cụ Trọng Đỗ. Mình 101 tuổi rồi, đi xe nào hợp ạ? Nếu mà cụ muốn thì cụ có thể đi cả SH hoặc là cụ thích đời gì các cụ đi đều được ạ. Không vấn đề. Cụ Trọng Đỗ đúng không? Cụ Trọng Đỗ cho cụ đi ấy, máy bay, trực thăng. 101 triệu rồi, quên 101 tuổi rồi, cho cụ đi trực thăng. Rồi ok anh em nhé, một chiếc Janus màu vàng be. Đấy, đời 2017 anh em nhé, đời 2017 màu vàng be. Sơn zin, máy zin ạ. Da máy còn zin, hụt thò zin. Đây, củ máy tâm nan vẫn còn đây, zin. Em nói đến từ quê hương của Ninh dây Bình. Núi cho các bác đây ạ. 35 dây núi Ninh Bình. 35B29227 cho các bác nha. Một màu vàng be hợp cho các mẹ nào, các chị nào. Mẹ 2017, ôi giời, lỗ vỡ mồm rồi anh em ạ. Con này lỗ vỡ mồm rồi. 18 triệu 800 nghìn anh em nhá, em bán lỗ đấy ạ. Con này thì chính thức là em bán lỗ luôn. Bình thường là em đang bán ra với giá là 19 triệu 500. Nhưng mà em tháo vốn, em bán lỗ anh em nhá. Thôi theo thời giá anh em nhá. Theo thời giá thì đôi khi mình cũng phải cân đối giá cho nó hợp tình hợp lý để mình bán để nắm bắt thị trường. Trong đôi khi là không bán nắm bắt thị trường ế để đấy cũng chết. Đúng không ạ? 18 triệu 800 nghìn một chiếc Janus biển Ninh Bình đời 2017 màu vàng be. Đấy anh em nào thích quan tâm cho vợ cho con, anh em đi cũng được mọi người nhá. Thực ra những cái dòng xe này bảo anh em rửa qua cho các bác đây. Đây. Vâng, 2017 anh em nhá, 18 triệu 800 nghìn. Đấy 18 triệu 800 nghìn. Đấy, tay sách vẫn còn zin theo xe. Mốc hết đâu. Mình cứ lai xong là sao, chân tay mình nó cứ bẩn hết, không biết là lý do tại sao. Đây, mặt pha kính trong đẹp cho các bác nha. Vâng. Mặt em xinh như thế này. Đó, chỉ có cháu thấy là có một chút xước sắt nhẹ một chút này. Đó. Mà mặt xinh như này, màu xinh như này mà không anh chị nào yêu thì phải hỏi là tính của em nó làm sao. Vâng. Anh em đang bảo là 101 tuổi, cụ đi tàu ngầm. Cụ đi tàu 6 tấm cộng 2 dài, 6 tấm 4 dài 2 ngắn. Anh Hoàng Duy, anh Kính Lan AD. Đợi em, đợi 81 em, chắc là anh Nguyễn Văn Hướng ơi, chắc là 81 phải đợi em cuối live đấy. Chờ em một xíu nhanh nhá, cứ ngồi đây buôn dưa lê với em Dung đi. Anh em cứ comment để buôn dưa lê với em đi. Anh em có cái gì anh em có thể Avalo trực tiếp phép lên đây để cho em đọc comment cho anh em lên đây cho vui mọi người ạ. Đấy, còn là hiện tại là 81 thì anh em phải chờ đón em, chờ đợi em một lúc nữa xong gần hết live em mới vào được trong nhà. Hiện tại là vẫn còn những cái dòng xe em đang có mặt tại đây thì em phải giới thiệu nốt cho nó xong đi đã. Xong em vào trong nhà giới thiệu cho anh nhá, anh Văn Hướng nhá. Vẫn cứ ở karaoke cho các bác. Thế nên là ok, tiếp tục lên cho các bác một dòng xe gọi là quốc dân. Ai ai cũng đi, nhà đều đi. Một em lít bản đen sần cho các bác đây ạ. Đời 2020 cho các bác nhá. Một em lít kể cả màu đen này rất phù hợp cho các kể cả rồi, bố và mẹ cả gia đình đều đi được. Bản Black Edition, bản tem đỏ rồi, cho các Black đây. Edition này, Black Edition. Đời 2020 màu đen sần. Vâng, em nó đến từ Từ Liêm cho các bác nha. 29L5 ạ. 45253 cho các bác. Rồi, 45253. Anh em đây là không tử sinh tài. À sinh mãi. Sinh tài. Nhưng mà là biển tiến các bác ạ. 5253 nó có một chút gì nó vẫn hơi tiến một chút. Nếu mà các bác không quá quan tâm về không quan tâm biển anh em ạ, không quan tâm về tâm linh thì anh em làm cho em con này vì bản này nó là bản đặc biệt anh em nhá, bản đặc biệt.
nó đen sần nó là bản đặc biệt rồi, nên anh em đời này khi mua mới nó là cao nhất trong tất cả các đời. Ví dụ như đời bản bản bóng này thì con thua, đúng không ạ? Thường thường là cái bản sần này, xanh sần, đỏ sần, đen sần thì thường thường nó vẫn là bản đắt nhất. Đấy, nhưng mà cái cụ này thì ăn cụ ăn 2023. Anh em nào không quan trọng về biển, không quan trọng về con số thì anh em quan tâm cho em con này cũng được. Giá thì cũng giá thì cũng là kiểm tra xem nào. Anh hiểu AK hoặc 33.500. Xe gì? Dạ anh ơi, bên này là Vespa LX3VE cho anh nha. Chút nữa em sẽ lên chi tiết xe đấy cho anh ạ. Giá vâng. Ok, hợp tình hợp ý. 33.500 một chiếc bản đặc biệt đen sần anh em nhé, đời 2020, xe rất là đẹp, rất là đẹp. Lốp vẫn còn zin theo xe, bản led 2 tầng anh em nhé. Đấy, vòng như này mắt em nó cận nên em lười xem lốp lắm. Đây. Ba tuần thứ 39 năm 2020. Cú số nó cứ ngạt mẹ mũi. Hay là cô lại lây bố con rồi. 2020 anh em nhé, 33.500.000 một chiếc bản led 2 tầng màu đen sần. Vâng ạ, đấy. Kính trong. Đúng đẹp rồi. Cho các bác mặt xinh. Đúng rồi, Black Election đây anh em ạ, không phải đùa đâu nha anh em nhá. Rồi, xem nào, có hết các bác chú ý giúp cháu là nếu các bác đi những bản sần này, chú ý vệ sinh sạch sẽ cháu, tại vì các bác nhìn là tưởng bản sần là nó sẽ không lộ bẩn, nhưng mà nó sẽ bị khá là, nếu mà bụi nhiều nó sẽ bị lộ hơn các bác nhá. Đúng rồi. Cốp để rộng rãi. Có hết đắt. Mốt 2023 không biển Hàn 29 em không còn, anh Vạn Sự Từ Duyên rồi. Hay là lát gửi anh xem được. Ok anh Nguyễn Văn Hướng. Được anh ạ. Chị em nhân viên online, em nhân viên online gửi cho anh Nguyễn Văn Hướng con 81 hộ chị mấy nha. Các bác muốn như nào nhà cháu vẫn chịu được hết các bác nha. Anh chốt em Dung, anh Hùng Đào Mạnh. Vâng em cảm ơn anh chốt em. Ok luôn. Thế mới lên 52 chùa Cầu Giấy Hà Nội luôn ạ. Chị ơi cho em coi xe Win vừa tiền chị anh Nguyễn Nhâm vừa tiền hiện tại đang có con xe tầm hơn 13.500.000. 13.500.000 chút em vào trong nhà nhé anh em nhé. Chút em vào trong nhà. Anh chào hai cô cháu. Vâng ạ, anh Hành Vi Linh Vi Linh. Kết bạn rồi, ok kết bạn luôn, chơi luôn. Xin chào cô Dung, em gái Huệ dễ thương. Cảm ơn Tuấn Thịnh rất là nhiều. Em cảm ơn anh Tuấn Thịnh nhiều nha. 33.500.000 2020 bản đặc biệt, bản led 2 tầng anh em nhé. Anh em quan tâm những cái dòng lít thì hãy quan tâm cho em con này, xe rất là đẹp. Xe rất là đẹp, đồ án đồ ốc chụp ốc trước rất là đẹp luôn. Ok. Đó, vâng, tiếp theo anh em nhé, một chiếc lít tiếp theo màu vàng be. Một lít màu vàng be cho các bác đây. Có thể rồi. Check giúp con, em nó đến từ 29 Đống Đa cho các bác nhá. 29E1 ạ, 95551 cho các bác đây. Đó. 5551 xem nó rồi. Ok đây, giá thì tình yêu thương thôi anh em nhá, 2015. Giá tình yêu thương luôn anh em ạ. 21.500.000. Tuấn ơi. 21.500.000 đời 2015 biển đẹp không anh em? 29E1 95555. Đấy, xe đã dọn sạch xe ngon lành cành đào hết cho anh em rồi. 2015 anh em nhé, 13 nguyên cái tay sách này. 13 nguyên tay sách này. Đấy. Cái mặt sơn này vẫn còn zin này. Sơn này vẫn còn zin theo xe này. Sần này được sao mà có phải bắn tỉa không? Vẫn còn zin đấy, không phải bắn tỉa đâu. Mặt trên này. Đây, mặt trên bên này nha. Cũng được spa một chút rồi anh em nhé, được spa một chút rồi. Đấy. Nhưng mà thụt thò vẫn còn zin cho xe. Spa cái mõm rè này, sao đây? Thụt thò cũng vẫn còn zin. 21.500.000 vẫn còn đang nổ, vẫn đang nổ anh em nhé. Cô kia con. Ở đây. 21.500.000 2015. Xe được dọn dẹp sạch sẽ ngon lành cành đào hết cho anh em rồi. Anh quay lại cho em cái pha cái đèn hậu rất là đẹp này. Đấy, đèn hậu vòng tròn rất là đẹp. Bản form cũ anh em nhé, bản này là bản form cũ xong bắt đầu đấy 2016-2017 bắt đầu lên form mới á. Dạ vâng. Nhưng mà nhiều anh em vẫn thích form này, nhiều chị em cũng rất thích form này. Dáng nó thon gọn, đấy, dáng nó không thon gọn. 2017 đời mới nó sẽ bè hơn một chút, nó sẽ bè hơn một chút. Nó sẽ hơi to hơn. Rồi, sau cái đời 110 thì bắt đầu lên đời này nha anh em nhé. Lên đời 110 đời Ninja Lead, xong bắt đầu lên cái đời này. 21.500.000 anh em nhé, 2015. Đấy, anh em quan tâm cho em con... lít này thì anh em biển vâng. Đẹp nha, biển đẹp. Biển rồi, 95551 okay. Cho các bác đấy ạ. Biển rất là nhiều anh em đang comment cho em xem SH1 màu xanh cửu long Phạm Ngọc Nam. Thế em có tận mấy con xanh cơ anh? Cho em nhá, cho em tí em vào em lướt thôi. Em vào em lướt thôi. SH của em tìm được chưa? Đức Văn.
Không biết là con nào nhỉ anh em nhở? Anh em báo với nhân viên online giúp em với. Hai người dạ, đẹp vâng. Lên sóng thế này thì bán chạy hàng luôn. Dạ, anh Hồng Đăng tại Vida vâng. Nha. Chốt em Dung. Ok anh, rồi ok không nhá. Không vấn đề gì các bác ạ. Ừ, tiếp theo một chiếc Ablet 2011 anh em nhá, màu đỏ đen. Anh Tiến Trần muốn cho xem con 7 triệu ạ. Anh ơi, nhà em có rất là nhiều những xe số này, xe ra rất là vừa tiền cho bác đi ăn đi làm thôi ạ. Ừ. Một chiếc Ablet anh em nhá. Cho bác một em Ablet màu đỏ bạc cho các bác nha. Cho bác nào mệnh hỏa, mệnh thổ các bạn thanh niên đây ạ. Một em xe nam của Honda rất là thông dụng rồi ạ. Đời em nó sản xuất là 2011 cho các bác nha. Biển 22 cho các bác ạ. 22S1 ạ, 19040. À 19040 cho bác ạ. Rồi, quay gần cho em anh em. Pha kính đẹp anh em nhá. Pha kính đẹp này. Em tóm lại em xem cho anh em luôn. Đấy, pha kính thì đẹp đều theo xe. Nó 2011 đến tận bây giờ. Đấy, thu thò cũng mắc còn zin theo xe anh em nhá. Đây một vòng cho em bên này em tả cho anh em để anh em nhìn. Coi anh em xem xe hộ anh em đi. Đấy, xem bên này đã được bắn tỉa này. Đấy, bên này sơn đã được bắn tỉa này. Một vòng. Ra máy đã bắn tỉa rồi này. Máy còn zin không? Máy zin anh em nhá. Quay cho em máy zin. Đấy. Được đây, biển con này là biển 22 Tuyên Quang. Các bác Tuyên Quang đâu ạ? Tay sách thì có bắn tỉa này. Đồ đạc thì cũng đều đều thôi. Oppo đã được thay được spa sạch sẽ ngon lành hết rồi cho anh em rồi. Sơn bên này cũng vẫn còn zin theo xe anh em nhé, chưa phải thay rửa, chưa phải thay. Ốp sàn này anh em thay thôi này, ốp sàn này. Đấy. Cái lượn bên này cũng vẫn còn zin. Anh em bắn tỉa cả hai bên. Rè trước cũng vẫn còn zin. Ốp hai bên mặt trên cũng vẫn còn zin, chỉ là thay sơn tỉa hai bên. Hai bên rè hai bên thôi, còn mặt trước, mặt sau vẫn còn zin. Tái tay nắm thì thay mới rồi. Thay mới càng đẹp cho anh em đi càng dễ đúng không? 12.800.000. 12.800.000 anh em nhá, một chiếc Ablet đời 2011 biển 22 Tuyên Quang, máy còn zin theo xe. Anh ơi quay nốt cho em cái này. Có để đồ rộng rãi thoải mái. Rồi em xem hộ cho anh em để anh em anh em nào đang có nhu cầu mà mua những chiếc xe thì anh em nhìn thấy thế anh em báo cho em là ok. Dạ nhá vâng. Mọi người nhá. Những em này kể cả cô các bác để những loại iPad loại nhỏ này. Đúng rồi. Laptop các bạn học sinh, sinh viên mua đi ok, rất là ok luôn ạ. 12.800.000 một chiếc Ablet 2011 biển Tuyên Quang, máy còn zin theo xe. Đồ cũng được spa một chút. Anh em nhé, đấy em tả rất là kỹ rồi đấy ạ. Chìa khóa vẫn còn cả đôi, vẫn còn zin theo xe cả đôi. Đấy. Cái này chìa này hơi bị vỡ một tí đấy, nhưng không sao. Quan trọng vẫn còn zin cả đôi là được rồi đúng không anh em? Còn sơn thực ra 2011 đến bây giờ bắn tiền nó là bình thường. Còn nếu mà đã đẹp cắt cao thì lại từ tầm 15 triệu đúng không ạ? Có 12.800.000 thôi anh em nhá, một chiếc Ablet 2011. Mà biển Tuyên Quang mắt mũi pha kính rất là đẹp. Được cái máy ngon. Anh Tình Ngọc có bảo là 8 củ con AB đỏ biển 22 chốt. Như thế là không được rồi. Rồi. Trời. Rồi, có nhiều anh em đang hỏi SH màu 2009 màu trắng. Hôm qua em có like đấy anh Đỗ Văn ơi. Có SH nhập không chị cho em xem chốt luôn. Nhập có nhà em nhiều lắm. Anh nhìn ngoài mặt này rất là nhiều cho các bác ạ. Những màu đen này, màu cà phê, Nguyễn Văn Hà, màu trắng. Cháu gái xinh hơn cô rồi, đúng rồi, cháu nó phải xinh hơn là đương nhiên. Che già thì măng phải mọc nó phải đẹp hơn đúng không ạ? À, vâng. Có con cả xe nào? Cháu đều xinh mà đúng không bác? Có con xe nào 50cc cho học sinh sinh viên không em? Em Nguyễn Văn Toàn. Rất là nhiều anh ơi, xe 50cc thì em rất là nhiều. Các bác muốn mua xe ga, xe số nhà cháu đều có. Những hãng SYM hoặc là Kimco ở Candy của Kimco đều có nha. Hoặc những dòng vừa tiền hơn Zoho đều có ạ. Ok, anh tiếp theo nha anh em nhá. Anh Quốc Thành có hỏi là cửa hàng nhà mình còn xe GZ150 không ạ? GZ150 như còn một con hay sao ạ? Anh báo với nhân viên online hộ em mới check hộ em cái. Em đang like nhá. Thì em ở trên đấy thì em xử lý được ngay. Nhưng mà hiện tại là anh em báo các bạn nhân viên online đang nhắn tin cho anh đấy. Ok anh ơi, một chiếc LX3VIE. Một em LX3VIE màu đỏ quá nổi bật cho các bác đây ạ. Em nó màu đỏ của lễ hội đây, dành cho các bác nào mệnh hỏa, mệnh thổ đấy, tính mạnh đều mua được em này nhá. Biển em nó đến từ 29 Đống Đa cho các bác, 29M1 Đống Đa 50273. Đó, em này bản 3VIE là một trong những cái bản mà tiết kiệm xăng nhất của cái bản LX bình thường cho các bác dùng nha. Ừ. Rồi,
2013 bản 3VE để em kiểm tra xem nào. 14.200.000. Đấy. 14.200.000 một chiếc 3VE. Đấy em nghe máy này. 3VE anh em nhá. Một chiếc 3VE 2013. Con AB đỏ. À nhầm, con AB vừa nãy bao tiền đấy cô nhỉ? 12.800.000. Dạ vâng, anh Tình Ngọc ơi, con vừa nãy là 12.800 cho anh nha. Vâng, 2013 14.300.000 anh em nhá. Vừa xong em mới 14 triệu. Thôi 14.200.000. 14.200.000 bản 3VE đời 2013 bản rồi anh ơi quay gần cho em này. Đây. Một vòng cho em nhé anh em nhá, khóa từ nhá, 2020 đời đầu tiên của 3VE rồi anh em ạ, đời đầu tiên của 3VE rồi. Đấy. Xe rất là đều xe và đẹp đây anh ơi, nó nốt cho em bên này. Đấy, một vòng cho em bên này nữa. Ừ, bác chào con. Ừ. Rồi, xe vẫn đang nổ anh em nhá. Bắn ra gì nhỉ, bên ngoài cũng có được sơn tỉa spa rồi nha anh em nhá. Ra máy cũng vẫn còn zin cho xe, biển E, Đống Đa. Đấy, một vòng cho em bên này để em cho anh em nghe tiếng máy đây, anh em nghe tiếng máy này. Những dòng Piaggio này nhà cháu sẽ làm thật là đẹp đẽ, sạch sẽ, sáng sủa cho các bác chỉ mua về và đi thôi ạ. Không cần mất công phải rửa dọn lại. Tại vì các bác biết là những dòng Piaggio này thay đồ rất là đắt đúng không ạ? Nhà cháu làm rất là ok, đẹp đẽ hết cho các bác rồi. Ôi, các bác không phải mất cái chi phí đi sửa soạn hay gì nữa. 14.200.000 một chiếc 3VE đời 2013, đăng ký 2013 rồi. Màu đỏ dành cho chị em Mệnh Thổ Mệnh Hỏa. Cái dòng Piaggio thì anh em xác định luôn là lúc đăng ký xe mới tầm 70, đúng không ạ? 70 triệu, bây giờ 2013 đến bây giờ là bao nhiêu năm? 11 năm rồi ạ. Bây giờ đã giảm được bao nhiêu phần trăm rồi, còn có 14.200.000 thôi. Đấy, anh em nào quan tâm những dòng già Vespa sang chảnh này thì là làm cho em con này. Em vẫn còn những cái dòng ít tiền hơn anh em nhé. Vẫn dạ, còn những cái dòng dáng Vespa như thế này nhưng ít tiền hơn. Đấy, anh con Quang này Đức có. Ok, anh Quang Đức có hỏi là bên mình có con Segway nào 15 đến 16 triệu biển Hà Nội không ạ? Ôi cho anh em làm con này đi. Mới mua về. Dạ vâng. Mới về tại cửa hàng anh em nhá. Anh Tình Ngọc, em gái khuyến mãi cho anh chút. Xe đúng chân anh người Tuyên Quang đây. Dạ em Ablet vừa nãy 12.800.000 anh ạ. Rồi 12.800.000 em xem em kiểm tra này. Anh em ok chốt trên live luôn cho em đi. Dạ, vâng. Em kiểm tra xem các bác yên tâm chờ là em một chín. Chờ em một chút anh em mắt em cận em phải dòm anh em ạ. Khổ lắm, mắt em cận nên em phải dòm. Các bác yên tâm là xe hai. Vì tay các bác sẽ đẹp đẽ chân. Vừa xong cô báo là 12.800.000 đúng không? 12.800.000 ạ. Càng thực ra là cũng không được bao nhiêu tiền. Thôi em bớt cho anh 212.600.000 nhá. Tại vì là những cái dòng trên livestream này, trên livestream này thì anh em cọc giúp em luôn. 12.500 đi. 12.500 nha anh em, phải cọc luôn online giúp em nhá. Anh em mà xuống live thì nhiều anh là em lại sẽ cọc lại chồng lên này, rất là khó cho em nhá. 12.500.000. 12.500.000 anh em chốt live giúp em ạ. Coi máy là zin chưa có thời hạn. Đúng rồi, máy zin được cái dọn đẹp rồi, máy zin chất hình hài đấy, em cũng vừa tả xong em quên. Em phải làm việc đến con khác. Rồi, một con 2019. Đây. Vừa mua xong. Cho các bác một em Way Alpha màu xanh cho các bác mệnh. Em ơi, có con zin vừa xong đấy. Rất là hợp mệnh rồi ạ. Biển em có con zin Việt Nam nào hơn 30 ấy. 81850 cho các bác nha. Rồi, một chiếc Way 2019, xe zin nguyên zin luôn, đồ đạt thì anh em vừa đi vừa phanh. Mai ơi, và một tí nghe anh em nhá. Cái này bên em có thể bắn tỉa, tháo ra bắn tỉa, lại phải cân bánh, lại phải gấp bánh lại nha anh em nhá. Đấy, biển 29G Thanh Xuân 81850. 81850. Mới về tại cửa hàng, cái đồ vẫn còn zin ra xe này. Hiện tại là cái này là cái gì? Cái gì quên mất tên. Cái để chân, quên. Cái cao su để chân. Đấy. 2019 một cái cao su để chân bên này mất, anh em thay cả đôi nha mọi người, cho thay dạ, mới. Vâng. Anh mới Quang, về. Anh Quang Nguyễn hỏi zin Thái 55 triệu còn không? Anh ơi nhà có để nhà em cọc mất rồi anh ạ. Rồi. Cọc mất rồi. Anh ơi, quay gần đây cho em. 1.7 nha anh em nhá, 1.7. 2019 xe em vừa mới mua xong anh em nhá, vừa mới mua. Máy zin sơn zin. Đấy, đồ đàn anh quay để quay chi tiết để em tả cho anh em nhìn cho nó. Máy vẫn còn zin này. Đây máy vẫn còn zin anh em nhá. Xước sát theo thời gian bị đây bị sượt sạt một tí nhưng không đáng kể đâu. Nhìn những cái dòng xe Way này
không tránh được anh em nhé. Đấy, lốp láp một vòng cho em bên này, đồ đạc cũng vẫn còn đều theo xe. Rồi anh quay đi ra máy bên kia cho em, để xem còn lốp à. Còn lốp đây anh ạ. Còn lốp. Lốp vẫn còn theo xe. Đấy, xe mới về này anh em này, tại vì em vừa mới mua nãy xong. Có xước sát không đáng kể anh em nhé. Ra máy vẫn còn zin này. Anh em về có thể tẩy rửa đi, nó sẽ sạch sẽ ngon lành cành đào. Đôi cao su để chân thay. Thay nên thay cho nó đẹp đẽ sạch sẽ các bác nhá. Đấy. Rồi, biển số 29G181850 cho các bác. Rồi, con này em bán ra với giá là 13 triệu đồng nha anh em nhá. Vừa mới mua xong. 13 triệu. 13 triệu đồng 2019. 2019. Chưa bao dọn anh em nhá. Gì đấy? Các bạn đấy, học sinh sinh viên. Hoặc là các bác đi làm chạy xe ôm Grab đều mua được cho các anh bác. Anh em nhá, để ngoài nắng nó sẽ bị bạc bạc này. Đấy em tả kỹ cho anh em ở xa, đôi khi là anh em ở xa nên năm ra là cũng không xem được, không đến được thực tế. Đây, có xước sát một tí này, có xước sát này. Đấy, có xước sát. Này tem thì vẫn còn zin theo xe. 13 triệu đồng nha anh em nhá. Con này đây, nó vỡ ở đâu này? À ở đây. À, đây anh em nhá, vỡ đây. Bên này vỡ kiểu gì? Đây. Đây, vỡ kiểu gì? Đấy. 13 triệu đồng anh em nhá. 2019 chỉ cần rửa qua rồi anh em thay cho em tầm khoảng 300 đồ đạt tầm khoảng 300, chắc tầm là 300 lên 400 nghìn là rất là tật luôn. Đấy 13 triệu đồng. Xe của các đi ngon nhỉ các bác nha. 12 triệu 800 thôi. Con này em chưa bao dọn, em bán ra với giá là 12 triệu 800 chưa bao dọn mọi người nhá. Vì em thấy nó cũng vừa vừa. Con này cũng phải dọn nhá mọi người nhá. Đấy, anh em em trừ cho anh em công dọn tầm, trừ cho anh em 200 công dọn rồi thì anh em tầm khoảng lên tầm khoảng 200 nghìn nữa. Nó rơi vào tầm khoảng 13 triệu âm. Ừ 13 triệu 200 là bao dọn. Còn này, bình thường em bán không này là 12 triệu 800 anh em nhá. Rồi em sẽ đọc. Anh Đặng Thuận, cái máy này còn nhỏ nhỉ. Máy này là, ôi em thấy máy này là rất là nhiều người đi, tại vì nó nhỏ nó gọn ý anh, nên là đi đường phố đô thị rất là ok rồi ạ. Mà máy 125, à 110 rồi ạ. Vâng, tiếp theo một chiếc Dream Việt Nam, nhà đang là hot hit nha anh em nhá, 2013. Đấy, 2013 nhà đang không còn xe Dream Việt Nam đâu ạ, máy còn zin theo xe anh em nhá. Trộm vía là lần này các bác đến các bác mua rất là nhiều xe Dream nhà cháu ạ. Đó, lên các bác một em xe Dream Việt đây cho các bác. Đó bò zin cho mình nhau này. Ok. Anh xem lại cho em cái nè. Cho em phút phút. Đây. Ừ cô đang like, cô đang like xong xuống like cô gửi cho, cô ship cho. Ừ cô đang like phát xong xuống like tầm khoảng 15 phút nữa cô xuống like cô ship cho. Nha. Dạ vâng. Vâng, một chiếc xe Dream Việt Nam nha anh em nhá. Biển 29Y3 Ứng Hòa Hà Nội cho các bác đây ạ. Các bác Ứng Hòa thể vào xem livestream đúng không ạ? Biển em nó là 13455 đây. Biển em nó 13455. Giá chạm mấy con này 33 triệu. Nó rất là đẹp nhỉ. Vừa nãy chú Long báo giá cô đấy 33. Lai 32 triệu đúng không? Nhưng mà con này máy cãi nhau. Mà 32 triệu đúng không? Anh em này. Hòa đang báo ra bán 32 triệu. Đấy, em chỉ biết là bây giờ anh em mua về. Đây, em này là gốc nhà cháu nhập lại cho các bác ạ. Một chiếc Dream Việt Nam 2013 đang bảo chị cứ bán ra 32 triệu, em mua vào 30 triệu. Đấy, cộng anh em 2 triệu. Em được sự cái gì nhỉ? Ủy quyền của Hòa. Được sự ủy quyền nên em ra là em bán ra con này là 32 triệu anh em nhá, một chiếc Dream Việt Nam. Còn cãi nhau luôn. Rồi, anh cho em lại một vòng đi cho anh em nhìn cho nó vì những cái dòng xe này thì anh em quay nó rất là kỹ càng đi cho mọi người nhìn cho nó phải thấu đáo nha anh em nhé. Đồ đạc thì con này còn zin này. Đấy, đồ đạc con này còn zin. Hộp xích bên này có bắn tỉa. Đồ mặt trước này bên này zin này. Càng zin này. Mặt này bên này bắn tỉa này. Tâm nan vẫn còn zin theo xe. Dạ vâng. Biển 29Y3 cho bác. Gầm lườn còn zin. 13455 cho em gầm lườn nhá. Gầm lườn hiện tại là xe vẫn bẩn nguyên nhá. Gầm lườn zin. Đấy. Rồi, một vòng cho em bên này, ra tem mác zin, thay ngôi ốp này thôi.
ốp ngoài nhựa này thôi, còn da máy vẫn còn zin. Đấy, anh em quay đầu bò cho em. Em mắt em nó cận nên âm thanh ra là lôm côm. Một chiếc Dream Việt Nam 32 triệu đồng. Thật nhiều khi đó, do thời tiết ấy, mắt nhìn người cứ nhòe nhòe làm 23. Ôi, anh Xuân mang mình đến xem một cửa hàng không ạ? Dạ được nha anh, rất cho xin giá Dream 32 triệu đồng anh ơi. 2013 anh em nhé. 2013, biển số 293-13455. Biển số khá đẹp. Anh em quan tâm chiếc Dream, thực ra là Dream bây giờ anh em quan trọng cái chất lượng máy, cái chất lượng máy nó rất là ok. Đấy. Dạ vâng, các bác muốn đến xem trực tiếp, các bác có thể đến với địa chỉ là 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội cho các bác nha. Các bác đừng nhầm với Chùa Bộc với cả hay là Chùa Lá nha. Đây là Chùa Hà đây ạ, Chùa Hà Cầu Duyên cho các bác nha. Vâng, ABS đây anh em ơi, ABS đây. Anh em đang lần tìm những chiếc SH150 ABS đời 2022. Bản Datsun rất đẹp cho các bác ạ. Một em SH150. Để anh tặng em dùng chiếc kính. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh tặng em, cảm ơn anh. Thôi em bị cận, em vừa cận em vừa loạn anh ạ. Lúc thì mắt, lúc thì mờ, lúc thì nhòe. Nếu các bác có lòng thì cô Dung cũng rất có dạ nhận ạ, nên là không sao các bác. Nên là em đôi khi em lười xem chỉ số lốp lắm. Vì là mắt em nó mờ, nó chạm nên là bây giờ là xem chỉ số lốp nó rất là lâu, mắt em nó cận mà. 32 có lùi không? Thực ra em chỉ lọc lá một chút, lấy may thôi. Lọc thì bên em sẽ lọc đưa cho anh các anh em nhé. Lọc thì em mời anh em lọc thôi chứ em không bớt nữa. Tại vì những cái dòng xe đấy bên em đã là livestream là giá hạ nhất tốt nhất có thể rồi. Dạ vâng ạ. Vâng, 150 anh em nhé, mới về tại cửa hàng. Vừa xong báo bao tiền nhỉ? Mua 85 triệu đúng không? 150 phanh ABS anh em ạ. Anh ơi quay gần cho em 3.900 cây. Còn gì mới hơn nữa đúng không anh em? Bản đen sần, bản đặc biệt như anh em nhé. Cái nút bấm của nó còn rất là đẹp cho các bác nha. Rồi, rất là mới. Hiện tại bên em vừa mới chạy qua hàng 4.000 cây. Chưa đến 4.000 cây. 3.900. Tọc 4.000 khác với 3.900 ngon nhá. Tại vì sao mà siêu thị người ta cứ gọi là 399.000. Đấy, tại sao người ta không bán 400, đúng không? Nhưng mà bình thường người ta giả, người ta vẫn giả 400, đúng không? Rồi, một chiếc 150 phanh ABS đen sần vừa mới về tại cửa hàng anh ơi. Một vòng, dạ một vòng cho em đi. Sơn zin, máy zin anh em nhá. Bên này con này thì cam kết rồi. Anh em vừa báo ra là cam kết cho em về chất lượng. Đấy, chất lượng cam kết cho anh em luôn. Không phải lăn tăn về bất kỳ một điều gì về chiếc xe này. Biển đấy. Số 29X2 ạ. 11451 cho các bác nha. Xe sạch sẽ đẹp đẽ, không một chút xước cho các bác đây. Vâng. Tem đỏ anh em nhá, đúng biển nhá anh em nhá, đúng biển bản sần nhá. Hiện tại duy nhất nhà em chỉ còn một con duy nhất đời sần này là 150 phanh ABS thôi, không còn con thứ hai đâu ạ. Con thứ hai là con 150 thì phải. Đấy, 125. Đấy, còn con này là 150 anh em nhá, 3.900 cây, xe rất là mới luôn. Anh ơi, một vòng cho em lại bên này cho anh em ngắm lại kỹ càng. Xe em vừa mới rửa qua đấy anh em nhá, chưa được lên mâm lên kệ đâu. Nên anh em nhìn qua thì trông có thể là nó hơi bị ướt át một tí. Nó ướt át, nó nhớp nháp một tí đúng không? Đấy. Thế nhưng mà không vấn đề gì. Chút nữa đây, em sẽ lên mâm lên kệ. Sẽ đẹp luôn cho anh em luôn mọi người nhá. Hai chìa khóa đầy đủ cho các bác nha. Rồi, mua 85 triệu rồi em cộng 3 triệu rưỡi anh em nhá. Cộng 3 triệu rưỡi con SH 150 phanh ABS. 85 triệu em cộng 3 triệu rưỡi. Anh em nào quan tâm một chiếc SH giờ mới nó vẫn là 120 triệu. Dạ vâng, anh Phi Lộc muốn xem Vision với ạ. Vâng. Anh muốn xem đời như nào nhỉ? Hầu bao giá bao nhiêu? Nhà em có thể tư vấn kỹ hơn cho anh nha. Anh ơi, lốp 2022. Mắt em nó cận nên em lười xem lốp lắm. Đúng lốp, lốp vẫn còn zin đeo xe, cả lốp trước lốp sau anh em nhé. Mấy nghìn cây thì chưa có gì phải lăn tăn đâu. Đây anh ơi, tuần thứ 41 năm 2022. Anh em nhìn rõ không ạ? Đây bên này chơi rõ này. Bên tay em, bên này này. Đó, đúng rồi. Rồi, tuần thứ 41, lúc trước lúc sau vẫn còn zin xe anh em nhá. 85 triệu cộng 3 triệu rưỡi cho anh chị em nào quan tâm một chiếc SH Việt Nam bản đen sần 150 phanh ABS. Anh em quan tâm cho em con này nhá. Thực ra anh em mua xe mới thì bây giờ mình đầu tư ra 120 triệu. Anh em có thể cân đối một chiếc 2022 như con này. Đấy, 88 triệu 500, em mang bán ra 88 triệu 500. Cũng dạ rất vâng là hợp tình hợp lý anh đúng không? Anh em hết lỗ, mai sau anh em chỉ lỗ một vài triệu nữa thôi. Không lỗ nhiều đâu. Đấy, quan trọng cái người đầu tiên là cái người mà lỗ nhiều nhất và người cuối cùng là người lỗ nhiều nhất.
Thôi chứ còn anh em đi rồi, đi ở khúc giữa. Không vấn đề gì đâu mọi người nhá. Dạ vâng, có anh Laika Laika hỏi nhà mình có NVX tầm 20 triệu không ạ? Có anh ơi, mười mấy triệu cũng có. NVX cơ mà cô. NVX có. Anh Dream 70 triệu, biển 70 cọc rồi anh ơi. Cọc rồi, con ấy cọc rồi. Rồi em đọc vài comment em nghỉ nghỉ họng tí nhá. Dạ, rồi, vâng. Chào hai cô cháu nhé. Ok, chào anh Tống dạ, Miêu. Em chào các bác. Con này đời 2022 anh nhé. Đời 2022 ấy. SH2019-125C ABS giá bao nhiêu? SH2019-125 ABS nó dao động tầm trên dưới 70 anh ạ. 6 mấy 7 mấy triệu. Đấy, quan trọng nhất là cái xe nó đẹp hay không. Ví dụ xe đẹp bây giờ bên em vẫn bán ra tầm khoảng 6-8 triệu. Đấy, 6-8 triệu dạ, vẫn có xe đẹp. Anh Long Hoàng muốn hỏi là 86 ok không ạ? Mua 85 rồi. Anh em bây giờ em nói thật, kể cả anh em gọi điện trực tiếp với chủ được con xe này, em mua trực tiếp với chủ, em mua 85 triệu. Anh biết cả một hệ thống Hoàng Kiên 40 con người. Đấy, cả hệ thống đây, một phát live stream, một phát live stream kiểu gì phải có 4 người, 5 người là một người nữa đang dắt xe. Mà anh em cộng có 1 triệu bạc, em nói thật không đủ để mà chi trả cho anh em nhân viên. Còn chủ nhịn. Đấy, để lại cho em con Dream Tây Ninh 31 củ. Em ơi, anh dọn Nhất Long Tây Ninh. Con đấy anh em phải liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp em nhé. Tại vì em không nhớ đâu, online xong em không nhớ gì đâu. Tây con Dream biển 70 đã cọc chứ em. Rồi vâng ạ, anh Thành Dương. Ok, Thao Nguyễn nhá. Cảm ơn tất cả anh chị em. Có Dream Thái đẹp không? Hiện tại anh em đang không còn Dream Thái đẹp anh Cường Lê ơi. Đang hết mất rồi. Có anh... con con SH 85 triệu. Có bán không chị Dung ơi? Trần Văn Cường. Không bán đâu. 85 triệu mua 85 triệu bán 85 triệu chết. Có xe quay 110 lướt không chị? Có anh Văn Phong nhá. Đầu like hôm qua ấy chị. Dạ vâng. Không nhớ đâu. Một anh ngày Ngọc like có hỏi là... 2 ngày 1 ngày, 1 ngày like tầm khoảng 40-50 con xe, gần 60 con xe. Không nhớ đâu. Đến cháu mẹ trẻ như cháu mẹ còn không nhớ các bác ạ. Đúng rồi. Chị Ngọc thực hỏi nhà mình là chị muốn mua AB trên 20 triệu đời cao một tí nhà mình có không ạ? 20 triệu mà đời cao ấy. 160 có 102 đến 103 thôi Hoàng Dung ơi. Chị Ngọc Thư ơi, AB mà okay. 20 triệu chị mua được đời 23, 24 thôi chị nha. Không mua được đời cao lắm đâu ạ. Anh Nguyễn AB. Thôi rồi. Anh Nguyễn Hải Phong hỏi là nhà mình còn ZX 40 triệu không ạ? Không còn, hết rồi anh ơi. Hết rồi anh ạ. Có con Wenfa 100 nào đẹp không thì không còn anh ơi. Anh đây. Lê Thắng hỏi nhà mình có Dream Thái không ạ? Dạ có anh ạ, anh muốn mua tầm tiền nào nhỉ? Dream Thái vừa xong em like có một con 21 triệu anh ơi. Đầu máy 81, chắc đời 1997, 1998 gì đấy. Anh xem lại cái like giúp em nhé. Hoặc anh em bảo các bạn nhân viên gửi cho hình ảnh cho. Dạ vâng. Vi Hà Linh, mua xe ở Hoàng Kiên là mua được xe, được luôn cả sự yên tâm. Lan tan gì nữa, cảm ơn anh Vi Hà Linh rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng với xe máy Hoàng Kiên. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương hai cô cháu em. Cô em ơi, cho chị nghỉ đi. Nốt con này thôi nhá. Anh Chí Vượng muốn hỏi là anh Chí Vượng bảo là hôm qua anh mua SH rồi 80803. Em cảm ơn anh rất là nhiều nha các okay. bác nhá. Cảm ơn tất cả các con bác. Con quay này bao nhiêu? Ok anh Quỳnh Nguyễn nhá. Một chiếc quay. Rồi anh em cho em một vòng một chiếc xe quay biển. Xe dọn anh em nhá. Đây, biển em số em đó là 29K4 là 2956 cho các bác đây. Một em Way 110 màu xanh cũng lên đẹp đẽ cho các bác rồi, lên mâm đẹp đẽ hết cho các bác rồi đây ạ. Chưa nhìn thấy đâu cả. Way 29K4 2956. Máy rất là bốc cho các bác rồi. Đức ơi vào báo chị xe Way này với, chị không nhìn thấy con này bao nhiêu tiền cả. Anh em chờ em một xíu nhá, hàng mới về anh em ạ. Em chưa biết nó là bao nhiêu tiền. Để em tìm lại xem nào. Tìm lại nó, mắt em nó cần may em phải đeo cái kính vào cái. 4. Đây để con kiếm cô. Đây 29K4 2956 cho các bác đây. Không có đúng không? Quay ăn pha anh em nhá. Không có, gọi con không tìm lại. Có không? Con không tìm thấy ạ. Đấy mắt mày không cận à, mày cận hơn cả cô. Con cận nhưng mà con đeo kính nhưng mà con. Ôi, anh em nhá, một chiếc quay. Anh em dán tem Thái này. Đấy, giời. Giời.
29k. Bao nhiêu em? 17.500 bán ra. Mô đeo. Anh em thay tem rồi anh em nhá. Thay tem rồi. 17. Em này là thay lên. Thôi này 17.500 bán ra. Tóm lại là xe. Em kiểm tra máy móc nè. Anh ơi quay xem cái máy em đang khản hết cả tiếng. Em xem cái máy này nó thế nào anh em nhá. Đầu bò đẹp, máy zin đấy chứ. Máy zin anh em ơi. Đâu cho tí. Em tưởng máy dao á, máy zin anh em nhá. Quay lại cho em cái đầu bò. Sorry anh em, khinh thường nói nhưng mà không phải là bình thường. Nhìn tầm thường nhưng không phải là bình thường anh em ạ. Đây anh em nhìn máy zin này. Đấy. Quay anh em nhá, một chiếc xe. Con này dọn, xe dọn rồi. Nhưng mà con này cãi nhau nhỉ. Đấy, đầu bò này đẹp này. Hả? Máy chất rồi đúng không? Nhưng mà sao chị thấy nó. Mày có chạm nhẹ ra các bác nha. Đó. Nhưng mà đầu bò cãi nhau anh ơi, quay đầu bò cãi nhau luôn này. Em nhìn nó là đúng rồi, em nhìn nó là máy zin anh em ạ. Đây. Máy chất, báo máy chất nhưng em nhìn máy zin. Giòn bị này. Giòn hở. Sorry anh em. Tóm lại là máy chất, máy như con này máy cãi nhau. Em thì các bác nghe tiếng máy nhau. Nổ thút thít từ vừa nãy giờ này. Đây nha anh em nhá. Một dọn con này thì là dọn rồi. Nhựa nhớt các thứ đã vào rồi, tem thì đã được thay rồi. Ra máy thì bắn tỉa nha anh em nhá. Nhưng mà con này đầu bò thì rất là đẹp. Thực ra mà đầu bò này là bình thường này, cãi nhau này. Thợ nhìn thường, nợ thợ nhìn. Anh quay lại bên này. Thợ nhìn thường thì bình thường là báo máy zin này. Đúng không? Em nhìn cũng là máy zin đấy anh em ạ. Em nhìn là máy zin đấy, lơ ngơ nhìn máy zin đấy. Em Phương Phan ơi, anh ơi máy vẫn nổ từ nãy đến giờ anh ạ. Mười bảy triệu 500.000 anh em nhá, một chiếc xe quay. Một em quay, các bác đi ăn đi làm. Lai thổ kể cả các bác đi thợ xây đều được cho các bác. Đúng rồi, ra cái con này nó cãi nhau anh ạ. Không dành, em không dành. Anh quay lại cái đầu bò cho anh em thẩm định cho em trên live thẩm định cho em phát. Đấy, tóm lại là em quay kỹ càng cho anh em thẩm định cho em phát nhá. Thôi con này thì em không cãi nhau được con này rồi. Con này em không cãi anh nhau. Anh Quý Nguyễn bảo là không dành xe rồi. Đây con mới quay bên này cho em. Đúng rồi. Con này thì không cãi nhau rồi. Đầu bò đẹp. Đúng chính xác nói một câu. Chuẩn nét một câu là chạm. Đây, quay nốt cho em cái này anh ơi. Nhìn tổng thành cơ. Tóm lại là nó là một con xe giật. Tóm lại là một con xe giật anh em nhé. Vâng ạ. Anh em nào quan tâm thì nó cũng vừa thôi. Dạ vâng. Mình cũng không kỳ vọng nhiều quá về con xe này. Tóm lại là giá tiền em bán ra với giá là 17.500.000. Máy móc thì được cái là máy đến bây giờ thì nó là chất. Thế nhưng mà anh Nguyễn Văn Minh ơi, anh muốn xem chi tiết hình ảnh xe, anh có thể nhắn tin cho các bạn online, các bạn gửi ảnh chi tiết cho anh nha. Em cảm ơn các anh rất là nhiều ạ. Rồi. Tóm lại là em sẽ dọn lại cho con này cho anh em đầy đủ nhé mọi người nhá. Đây đồ đạc em sẽ dọn lại cho nó sạch đẹp này. Anh em mà lấy thì bên em sẽ dọn lại. Mà anh em nào mà quan tâm những cái dòng này thì anh em có bạn, các bạn nhân viên bên em sẽ trực tiếp một lại một lần nữa cho anh em. Kể cả là quay chi tiết gần cho anh em luôn. Thôi em ơi, thôi cho chị nghỉ. Đây nốt một em NVX cho các bác đây ạ. Ok. Bản VVA đây. Rồi 358 anh chị em đang xem live stream. Đúng bên ạ. Con xem bếp nào đấy? Con xem bếp đỏ. Đang con bếp. Xem cả hai bếp nếu mà cô bận quá. Rồi ok. Đó, tiếp theo anh em. Xe đi ăn đi làm đúng rồi anh ạ. Xe mang tiền về nhà, mang một bữa hạnh phúc ấm no đấy ạ. Đây. Rồi một chiếc NVX 155 anh em nhá. Đây một em NVX bản đen sần cho các bác mệnh thủy mệnh mộc. Một em cũng gọi là dành cho các bác nam. Đây. Các bác thích đầm người, em nó đến từ 36 Sứ Thanh cho các bác nha. 36B8 ạ, 49792 cho các bác. Tên rồi, để em kiểm bản tra. Bản TV đây, bản cao cấp đây. Cái để chân của nó còn rất là đẹp cho các bác. Xe đi được rồi.
Novik anh em ơi, Novik đây, có Novik đây, con này thì nhiều. 300 cây rồi. Novik con này thì nhiều tiền hơn con ôm anh em đang báo nhá. 92 con này 30 2021. Đây em này bạn 36. Quay ABS cho các bác nha. Xe bản sần rất là đẹp ạ. 2021 nha anh em nhá, 3600 cây. Một chiếc Novik 3600 cây, quay cho em mặt trên ấy rồi anh ạ. 3600 cây anh em nhá. Novik bản ABS 155 bản đen sần. Đấy, con này em bán ra với giá là 39 triệu đồng nha anh em nha, 39 triệu đồng. Đây. Cốp để rộng ra thoải mái. Sản xuất 2021 đây anh ơi. Ai sản xuất 2021. 39 triệu nha anh em nha, 155 biển số cho anh em. Vâng ạ, em. Biển số của em nó là 36B8 cho các bác nha, 49792 đây ạ. 36 đến từ xứ Thanh. Rồi. Xứ Thanh, anh em xứ Thanh. Sầm Sơn cho các bác. Anh em nào đúng quê đúng biển đúng tỉnh làm cho em con này, giá cũng tình yêu thương. Đăng ký con này là tổng gần 50 triệu. Đăng ký gần 50 triệu. 50 gần 50 triệu, 155 gần 50 triệu nha anh em nhé. Giờ đang bán ra với giá là 39 triệu đồng. 39 triệu đồng nha anh em nhá. Anh Sơn Thiệp có hỏi là nhà mình còn con Way 100 nào đẹp zin không ạ? Way 100 đẹp zin nhà em nó không còn rồi anh ạ. Hết rồi. Nhưng dòng xe đấy bây giờ nó hiếm lắm. Thì thoảng em lên được những cái con nó rất là đẹp. Anh em nếu mà anh em đang có nhu cầu mà mua những cái dòng xe 100 ấy thì anh em chốt luôn cho em, tại vì là những cái dòng xe đẹp thì không có nhiều anh em nhé. Rồi ok, tiếp theo một chiếc xe Lít. Anh lấy dòng gì đây? Một em Ninja Lít cho các bác đây. Bán à? Một em Lít màu vàng kem, một màu cũng gọi là rất là nhiều chị ưa thích màu kem. Thực ra nó sẽ dành cho các chị mệnh kim này, mệnh hổ này. Em nó đến từ 88 Vĩnh Phúc cho các bác nha. Vành gồ chân chống điện nha anh em nhá. Một chiếc Lít vành Ninja Lít. Xe đã được dọn dẹp sạch sẽ ngon lành cành đào mặt. Từ cái con này cũng chất lượng anh em. Đây đây đồ này. Sần này, em nhìn độ sần này. Đấy. Cái này tay nắm vẫn còn zin này, sần này. Hay sần. Chìa khóa vẫn còn cả đôi. Vành gồ chân chống điện được 3 nhất định rồi anh em nhá. Đấy, pha kính rất là đẹp. Đấy, con này thì được 3 cái anh em ba cái đôi thụt này là thụt tự bắn. Đấy, thụt này là thụt tự bắn, không phải ra hiệu bắn mà thụt tự bắn anh em nhé. Đây em này biển 88F102527 cho các bác đây ạ. Các mẹ các chị có thể các mẹ các chị mua được cho em những dòng này nhá. Không chỉ những mà các mẹ các chị đi, kể cả các bác con trai mua về, cả các bác con trai đều đi được cái xe các cháu nha. Đó, 10 triệu để 10 triệu 200 nghìn. Một chiếc xe Lít vành gồ chân chống điện đời 2012 anh em nhá. Em kiểm tra đời 2012. Có 2011. 10 triệu 200 nghìn thôi anh em nhá. Anh cho em lại em một vòng đi, máy rất là chất lượng. Máy rất là chất lượng. Cốp thì rộng. Đấy, cốp thì rất là rộng nha anh em nhá. Đây biển 88 Vĩnh Phúc. 10 triệu 200 nghìn anh em quan tâm con này thì làm cho em con này mọi người nhá. Một chiếc Lít 110 bản Ninja vành gồ chân chống điện màu vàng be. Giá thì cực kỳ là yêu thương đối với anh em, có 10 triệu 200 nghìn thôi. Anh em quan tâm thì làm cho em con này nhé mọi người nhé. Mua cho vợ cho con, mua cho chị em đi làm cũng được. Đấy, anh em xem tiền chở tiền về. Xăng ăn rất là ít ạ, tiết kiệm xăng. Bản này là bản FI, bản kim phun điện tử cho anh em rồi. Anh em yên tâm, những dòng xe này nó là hàng vừa tiền rồi. Cái quan trọng nhất là con này là biển tỉnh. Vành gồ chân chống điện nhưng nó là vành gồ, à nhưng là biển tỉnh, nó giá nó hợp lý hơn. Ví dụ như anh em xe này nó là đời 2011-12 như này mà biển Hà Nội thì anh em cứ dao động cho em tầm khoảng 12 triệu, hơn 12 triệu. Dạ vâng. Đó, như con này giá bán ra có 10 triệu 200 nghìn thôi. Dạ vâng, anh Thanh Tùng có hỏi là nhà mình có SH 150 đời 2019 màu trắng rồi. Không ạ? Em ok. 219 mà 150 đấy ạ. Rồi anh Thắng Bùi đang hỏi là có đời Yên Thái đẹp không? Hiện tại em đang hết rồi anh ơi. Anh à. Đây. Rồi tiếp theo anh ơi, một chiếc bản Liberty anh em nhá. Đây, anh Thanh Bùi ơi, anh có thể nhắn tin với các bạn online được không ạ? Theo bạn như là nhà em hết 150 219 rồi. Thì em còn màu đen nhưng mà bản 125 thôi ạ. Anh có dùng nữa mà. Nếu anh muốn mua màu trắng anh phải lên đời cao hơn một chút ạ. Đây. Lên tiếp tục cho các bác một em Liberty đây ạ. Biển em nó đến từ Ba Đình, Hà Nội cho các bác nha. 29B1 ạ. 24261 cho các bác đây. Một em Liberty dáng rất sang chảnh. Là
em này là có lên FI rồi. FI rồi anh em nhá, một chiếc FI. Đóng phi cũng được anh con ơi. Rồi em xem nào, Liberty. Alo Fuel cận này, kiểm tra xem 22242 61. Mắt em cận rồi anh em nhá. Rồi em bán ra với giá bao nhiêu tiền đây, 2012. Rẻ nhờ anh em nè, rẻ nhờ. Quá là rẻ luôn anh em, 2012 bán ra 9 triệu đồng anh em nhé. 9 triệu đồng. 9 triệu đồng một chiếc Liberty anh em nhá. 9 triệu một chiếc Liberty đời 2012. Đấy, biển Hà Nội luôn anh em nhá. Máy móc ngon lành cành đào. Xe được dọn được spa. Spa ngon lành được 2012 đấy anh em ạ. Đây em nổ máy cho anh em nghe thử lại nhá. Rồi. Rồi ok, tươi ạ. 2012 anh em nhá. 9 triệu đồng một chiếc Liberty đã dọn sạch sẽ ngon lành cành đào hết cho anh em rồi. Anh em quan tâm những cái dòng xe này thì anh em làm cho em con này là ok. Vâng ạ, cảm ơn. Ok anh em nhá. Hiện tại là bên em vừa mới mua về. Mới mua về một chiếc Dream Loon 1996. Rồi, 1996 anh em nhá. Mấy anh em cùng xem một Dream Loon 1996 nhá, được cái đầu bò, anh quay cái đầu bò quảng cáo cái đầu bò trước để anh em nhìn thấy cái đầu bò. Đẹp không ạ? Nhìn đầu lúc đầu đầu ốc em nhìn còn giật mình luôn các anh ạ. Cứ tưởng là máy zin. Đấy, ốc rất là vuông, gioăng cờ cũng dựng ngược hết. Nhưng mà thôi, chạm rồi. Vì gioăng đấy là gioăng chủ thay cẩn thận, gioăng xịn nên nó trông nó đẹp. Đây cái lớp sơn vẫn còn zin này. Đây, ra máy này, các bác nhìn này. Đấy, sơn này, tem này, còn. Mất hộp xích nhá. Đấy. Còn lại là yên bọc lại cho em. Còn đồ hình nhũ là em thấy được. Máy là căng, chỉnh bác ấy đi nóng máy. Nên nó hơi cao một chút thôi. Đây các bác nghe này. Các anh em từ máy nhá. Các bạn hơi tạch tạch ở đằng trước này một chút thôi. Vâng vâng, tí đây chú đây rồi. Đấy chú chính chủ, chú đang bán nhá, viết giấy cho Hoàng Kiên. Ok, cảm ơn chú. Ngại lên truyền hình. Vâng vâng, ngại lắm đấy. Chú Hoàng nhà viết giấy nhá. Xem cả lườn lóc nhá. Đây các anh em xem lườn lóc các thứ đầy đủ hết luôn. Để cho các anh em cùng xem. Rồi không có hộp xích đâu. Đấy chú vẫn nhắn ra là không có hộp xích đâu. Bảo chú vào nhà viết giấy tờ. Đồ đạc là ok hết, biển là 29F3 3115. Máy ngon, thủ trước thủ sau ok. Đồ sần hay nhựa hay sơn đều được hết. Vừa mới giao dịch chủ đến bán. Đấy. Thôi cũng để cho anh em mình trên like hợp lý thôi. 8,5 triệu. Anh em nào đúng tầm ngắm thì chốt nhanh giúp em nhá, không có nhiều. Đấy. Vừa mới mua thì cộng chút, gọi là để cho anh em nào đang tìm về gym lùn có thể cân đối. Đây, mời chị Dung tiếp tục lên tiếp chương trình. Rồi, 8 triệu đồng đúng không? 8 triệu 500 nghìn một chiếc Dream lùn nha anh em nhá. Anh em nào quan tâm xe đi ăn đi làm. Ôi, không hộp xích ạ. Rồi, không hộp xích anh em nhá, báo luôn không hộp xích, xe mới mua. Mới về tại cửa hàng anh em làm đi ăn đi làm mọi người nhá, làm cho em con này là hợp tình hợp lý này. Đấy, làm cho em con gọi là chở tiền về, chở hàng về. Đây, chở hạnh phúc về với gia đình đây ạ. Chở hạnh phúc về. chở hạnh phúc về. Chở con này mà đi chở hạnh phúc về là nó bỏ đấy. Không, anh em con này chở tiền về thôi nhá mọi người nhá. Vâng ạ, đúng rồi. Vâng, anh em con này cứ chở tiền về cho vợ cho con. Đúng mà. Kiếm tiền về cho vợ cho con nó ok cho anh em mà. Mang bữa cơm ấm no cho các bác ạ. Mang con này mà đi chở người yêu là nó mặc váy là nó bỏ đấy. Có đấy là thôi rồi. Vâng lại cho em anh ơi. 8 triệu 500 nghìn nha anh em nhá, một chiếc Dream Loon. Đấy anh em nào quan tâm, hôm vừa rồi em like rất là nhiều anh em quan tâm những dòng Dream Loon. Hộp xích mất nha anh em nhá, hộp xích mất, đồ đẹp là vẫn còn đều. Tem vẫn còn zin đấy anh em ạ. Đấy. 29F. Một em xe dành cho các bác ông chăm chỉ. Màu rồi không sao. Đấy. Giao diện em 8 triệu 500 nghìn anh em nhá. Anh em xong đưa chị mở cái này cho anh em ngắm lại. Dạ vâng. Hết chưa? Anh Đỗ Ngọc Khánh có hỏi là nhà mình có con Wayer SX nào lướt mới không ạ? Hình như đang hết sao anh ạ? Lướt mới thì vừa rồi nhà em rất là nhiều những cái dòng xe. Ok, vâng. Chắc là đây hiện tại xe SH nhà em rất là nhiều. À vâng. Nhập khẩu cũng còn rất là nhiều, Việt Nam cũng còn rất là nhiều. Dạ, vâng. Chắc là chiều hai chị em sẽ lên live để giới thiệu tiếp những cái dòng xe. Còn lại ở cửa hàng nha anh em nhé. Dạ, rất là vâng. Nhiều anh chị em đang xem livestream. 400 anh em. Hơn 400 vâng, anh em trên 200 các bác xem gần 1.000 anh em đang xem livestream mọi người ạ. Đấy cũng biết ơn tất cả anh em rất là nhiều. Mọi người đã luôn ủng hộ xe máy Hoàng Kiên.
Đấy. Anh Nguyễn Kiệt có hỏi là nhà mình có quay, anh hỏi quay đúng không anh, 110 đẹp bao nhiêu tiền ạ? 110 đẹp thì anh em cứ xác định nó rơi vào tầm khoảng 16 triệu, trên dưới 16 triệu vì những cái dòng xe quay thì nó không bị mất giá nhiều anh em nhé. Quay này, Honda, những dòng Honda quay này, SH thì có thể là nó theo form, theo dáng thì nó mất giá nhiều hơn những dòng xe quay. Xe quay không mất giá nhiều đâu, giờ đấy, quay ra không mất giá nhiều mọi người nhá. Anh em mua xe mới dòng đấy lướt lát, lúc bán lại không lỗ nhiều. Đấy, anh em nhá, những anh em nào mà đang có nhu cầu mà mua những cái dòng xe gọi là lướt lát, xe cũ nát tối mà đắt vậy. Thực ra những cái dòng xe này bây giờ nó là xe kiếm tiền. Xe, những cái dòng xe này nó là dòng xe chở hàng anh em ạ. Nó rất là nhiều người chuộng, rất là nhiều người đang cần, đang tìm, có nhu cầu tìm. Ví dụ như anh em muốn một cái máy nổ gì đấy, anh em cũng cần phải kiếm một cái xe cũ nát. Đó, anh em chỉ cần một cục máy thôi. Nhưng mà cái chiếc này, xe này là bên em vẫn đi lại ngon lành, chất lượng luôn mọi người nhá. Đấy, nó cũng vừa tiền thôi. Thế Lợi hỏi nhà mình còn con Min nào không ạ? Min 67 em còn thôi, Min hình như đang hết. Win thì còn, 67 thì Min đang hết. Min đang hết anh ơi. Vâng, chắc là có lẽ là cũng muộn rồi. Cho phép hai cô cháu em xin phép sống live. Thế hẹn một buổi chiều ngày hôm nay em với Tiệp sẽ lên livestream để giới thiệu những cái dòng xe hiện tại mới về. Đấy, hiện tại ví dụ như là em xuống live rồi là những con xe này sẽ để đến chiều hoặc đến mai thì em mới live mọi người nhá. Đấy, anh em đến bên em thì cũng uy tín chất lượng thì mọi người không phải lo về bên xe máy Hoàng Kiên rồi đúng không ạ? Cảm ơn anh em rất là nhiều, biết ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng với xe máy Hoàng Kiên. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chắc có lẽ là hai cô cháu em xin phép xuống live để hẹn vào buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Em xin gửi lời chào và cảm ơn.